Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi Chủ nhật, sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024. Ngày Chủ nhật chúc tất cả quý vị vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình. Như các bạn biết là ngày hôm qua chúng ta đã có một cái video nói về những cái khốn khổ của người dân Ukraine hiện nay do một cái gọi là quân dịch. Nói theo tiếng của Việt Nam Cộng Hòa là quân dịch. Nói theo tiếng của bên chúng ta Việt Nam gọi là đi nghĩa vụ quân sự, gọi là còn ở bên này bên Ukraine có thể dùng từ là bắt lính, bắt bớ mà coi như có thể nói là lùng sục và coi như là bắt lính. Thì hôm qua chúng ta nhớ là có một cái cô gái đi cùng với chồng ở phía tây của Ukraine, chắc có lẽ là muốn về quê ngoại quê nội gì đó để cho nó yên tĩnh để hưởng một cái Noel. Noel chúng ta biết là bên Ukraine này thì chính quyền Zelensky đã chuyển tất cả là để sử dụng cái Noel của theo kiểu phương Tây, tức là Tết thì cũng Tết Tây và ăn Noel thì là vào ngày 24 qua ngày 25 tháng 12. Thì trong khi đó là lịch của Nga và của Kiev của Zelensky của Ukraine trước đây thì người ta vẫn là ăn Noel vào ngày mùng 6 qua ngày mùng 7 tháng 1. Đấy, tức là nó tương đương với 24-25 tháng trước. Đấy, cũng giống như cách mạng tháng 10 Nga nhưng mà nó lại thực tế nó là ngày 7 tháng 11. Nhưng mà thực tế nó là 25 tháng 10 của cái lịch kia. Thế thì bây giờ thì vợ chồng này thì hay nói cái khác là cả cái dân Ukraine người ta vẫn theo cái thói cũ, theo cái lễ cũ, tức là ăn Tết cũ, kiểu như vậy. Người ta cũng vẫn ăn vào cái ngày 6, ngày 7. Thế thì ngày hôm qua là cái vợ chồng đó, nếu bạn nào chưa xem nhé, chứ bạn nào xem rồi thì tôi nhắc lại, bởi vì hôm nay nó có một cái câu chuyện, nó móc míu vào cái câu chuyện này, cho nên tôi nhắc lại. Còn bạn nào mà chưa nghe, không hiểu thì để xem cái tập trước, tập này. Trước hai tập đấy các bạn. Thế thì cái cặp vợ chồng này với cô con gái là đang đi về quê ngoại quê nội gì đó ở phía tây đây, phía tây gần giáp Hungary, thì cuối cùng là bị một cái xe gọi là xe giống như cái xe 12 chỗ đấy là nó đuổi theo và nó chặn lại. Nó thấy tài xế là nam, nó chặn lại là coi như nó lôi cổ xuống luôn, đi bắt đi lính luôn. Thì là hai mẹ con là khóc rất là thảm thiết, thì cuối cùng là coi như bỏ bơ vơ đấy. Thì mới đầu thì tôi vì sao tôi nghĩ lại là chắc là đi xe buýt hay gì đấy, nhưng mà đây là đi xe con đấy. Chứ xe buýt thì đông người như vậy thì chắc không đi, mà về vùng quê này thì chắc không có xe buýt. Thế hóa ra là đi ô tô riêng, nhưng mà cô này lại không biết lái, không có bằng đấy. Cho nên là cuối cùng để xe ở đó và bắt đầu vào nhà dân ở gần đó để xin tá túc, đồng thời là coi như quay cái video lên là coi như là gọi như la làng lên là coi như là bắt chồng tôi rồi, thì nói kia là bây giờ tôi biết làm gì, mọi người bày vẽ cho tôi với. Đấy, thế là cái thì tôi thì hôm qua là cái tập nó đến đấy, nhưng mà đến ngày hôm nay thì các bạn biết là cô đã bị bắt luôn. Đấy, bắt luôn cả hai mẹ con vào trong đồn coi như là nó gọi là công, gọi là trung tâm tuyển quân của cái xóm cái làng đấy. Đấy, cái chỗ mà cô ấy đến đấy. Thế là coi như bắt xin lỗi là toàn dân, toàn nước coi như là và phải chấp nhận mình là như thế là sai. Đưa lên TikTok và nói là la lớn như thế là hóa ra là coi như bôi nhọ cái chính quyền Ukraine quá. Thế là cuối cùng cô này cũng phải nói trên quay phim trước cái chính quyền ở cái xã đó. Thì là cô nói là xin lỗi nhân dân Ukraine, xin lỗi quân đội Ukraine và xin lỗi đất nước Ukraine, tôi đã sai. Đúng là tôi phải nói chồng tôi là đi lính, đi nghĩa vụ quân sự, hoặc là phải xung phong đi lính, nhưng mà tôi đã không xung phong mà tôi lại còn có những cái coi như là đưa lên TikTok là coi như là la làng như vậy. Rất là xin lỗi và coi như là sẵn sàng là chịu coi như là mọi cái hình thức ABC đó. Thế thôi thì cô này thì chắc nó không múc đi ra, tiếp tục đi ra đi cùng chồng đi Adipka thôi, hoặc là đi bắt bút gì đây thôi, rồi thế xong. Để qua đó thì chúng ta thấy là cái tình hình bắt lính ở bên bên Ukraine rất là nghiêm trọng. Đấy. Và một số hôm qua chúng ta thấy là bắt ở biên giới của Moldavia. Đấy. Và thu hết tiền, thu hết tiền xong lại cũng tống ra ngoài mặt trận, chứ không phải ra mặt trận mà chúng mày có tiền đâu. Và một cái anh chàng là bơi qua sông Danube là qua Rumani. Đấy. Qua là cuối cùng là cái chính quyền Rumani của nước lân cận cũng không cho mà
Thế vui về sau anh này cũng thông minh, anh bảo thế thì cho anh quá cảnh đi qua Hungary và anh bắt xe đi qua Hungary thì họ cho đi các bạn nhá. Đấy, thế nếu mà cái tình hình mà quân đội như vậy thì không thể đánh được một cái quân đội hùng hậu được. Đấy. Nên chúng ta xét một cách cho rõ ràng thôi, năm mới sáng sớm thì chúng ta cứ nói thẳng như vậy. Một cái quân đội bên Nga thì bây giờ nó là không cần phải huy động, không cần phải tổng động viên nữa. Bên này tổng động viên mà tổng động viên cũng không ai đi hết, trốn hết. Thế thì bên Nga thì nó là một đội quân bên này, nó chúng ta biết là 617.000 người bên này. Thì làm sao mà có thể đánh lại được. Đứng đứng về mặt coi như là chỉ coi như là cứ bắn bên này chết một, bên kia chết một đi, thì là coi như bên kia chết hết rồi, bên này nó vẫn còn, nó còn có thể còn ở gấp đôi. Đấy là cái thứ nhất. Thế vũ khí khí tài thì chúng ta thấy là Nga thì hiện nay càng ngày càng nâng cấp. Đấy, rồi thậm chí được bổ sung từ Iran, từ Triều Tiên, phải có thể cả từ Trung Quốc nữa. Đấy. Các cái vũ khí khí tài ngày càng nâng cấp, ví dụ như UAV. UAV trước đây thì khu vực Kherson là Nga không thể bay được. Bây giờ tôi thấy là Nga bay nhiều hơn là Ukraine. Đấy. Về sát thương cũng tốt hơn, và về cái công năng của cái loại UAV thì nó có nhiều công năng hơn. Mang được bom và tên lửa là coi như là có công suất công phá là mạnh hơn. Đấy. Nó là rõ ràng như vậy. Còn tên lửa thì chúng ta biết là bây giờ cứ tiết kiệm Kinzhal X-22, 33, 101, 102, các cái loại đấy cứ tiết kiệm đi, bây giờ dùng cái tên lửa của anh Kim Jong-un, gọi là Kim Scander, hiện nay đang hoành hành ở cái đất này. Đấy. Rồi bắt đầu là tiếp tục UAV Shahed của Iran, rồi sắp tới nữa là sẽ tên lửa đạn đạo của Iran. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ Iran cũng có nhu cầu để có khả năng có chiến tranh với Israel, và Triều Tiên có lẽ cũng cần để chuẩn bị chiến tranh với Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ ở phía phía đông của Nga. Đấy. Thế thì nhưng mà nói vậy để chúng ta biết rằng là cái nguồn, trong khi đó cái sản xuất của Nga là rất lớn. Trong Thế chiến thứ hai thì chúng ta biết là người ta làm ngày làm đêm, từ người già người trẻ, coi như từ đàn ông đàn bà, gọi như là nam phụ lão ấu, là đều là coi như ngày ngày đêm đêm là lo mà rèn vũ khí để đánh Đức xâm lược ở phía bên kia sông Volga. Thế thì bây giờ với các cái công nghệ hiện đại, với các cái kẻ thù ngày càng đông càng tinh vi hơn, thì Nga hơn bao giờ hết người ta càng phải nâng cấp các hệ thống vũ khí của mình bằng cách là cái lọt kho vũ khí hạt nhân hiện nay nó đâu vào. Tôi nói là top 5, nếu mà nói top 5 về cái vũ khí hạt nhân của Nga hiện nay là có thể là xóa sổ thế giới, xóa sổ 3 lần của thế giới các bạn nhé. Trong khi của Mỹ thì người ta không nâng cấp, hoặc hay nói cách khác là nâng cấp chậm, và có thể nói là Nga đánh giá là kho vũ khí của Mỹ, vũ khí hạt nhân của Mỹ chỉ còn khoảng 50%, bắn có thể còn xịt, chưa chắc là bắn được. Trong khi Nga đã nâng cấp lên 95%, tức là hiện đại hóa cái kho vũ khí hạt nhân của mình lên tới 95%. Đấy. Thì cho nên là nếu mà đánh lớn thì là coi như là không ai dám đánh Nga rồi. Đấy. Không ai dám đánh Nga luôn. Thế còn bây giờ mà NATO mà nhảy vào Ukraine để đánh Nga thì câu chuyện này là câu chuyện nó hoàn toàn khác. Đấy. Đấy. Nếu mà đánh người Nga, NATO mà đánh người Nga thì người Nga có quyền đánh người NATO. Chứ lúc đấy đừng có khái niệm là coi như là ở đâu. Đấy. Đấy. Cho nên chúng ta phải xác định rõ thế. Cho nên nhiều nhiều bạn là cứ nói là Nga là Ukraine sẽ thắng, không biết tôi hiểu bắn sẵn thắng bằng cái gì. Chắc là giống như Việt Nam ngày xưa là quốc thủ gậy gộc, quốc thủ gậy gộc đấy, hôm đó đây dù sao nó cũng sướng rồi, nó không xài ba loại đó, không chơi được đâu các bạn nhé. Đấy. Về viện trợ thì rõ ràng là Mỹ hôm qua chính thức nói rồi đấy nha, đừng 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 có nghĩ nhiều về cái viện trợ từ Mỹ nữa. Đấy. Như vậy có nghĩa thì cũng có chứ phải không, nhưng mà mơ đi, được như trước là không có. Được như trước, hồi trước là tất cả các nước nó rất nhiều như thế, quân đội hùng hậu như thế, máu lửa như thế, mà coi như là không làm ăn gì được hết. Đấy. Coi như tiến được coi như cả một cái năm 23 là coi như phản công để lấy lại coi như lãnh thổ được 3/5. Bây giờ mấy ngày mới có mấy ngày Nga lấy lại gần hết rồi. Đấy. Mà bây giờ nghe nói là chuẩn bị là đánh phía Bắc, mà không biết là tại sao sao tàu rất là nhiều ở bởi Biển Đen, thì cũng có thể đánh phía Nam đấy, mà cũng có thể đánh chỗ Anipka, là lượm luôn Anipka hoặc là Novomikhailovska, cũng như là cái khu vực phía Bakhmut, Chernivtsi hoặc là Ivanovska. Thế là không biết đánh ở đâu ấy, bây giờ mù đấy. Đấy. Mà chúng ta biết là đánh đánh cái mà tuyết và trắng xóa này thì đúng nghề của chàng rồi, gấu trắng Bắc Cực là của Nga rồi. Đấy. Thì chúng ta hãy chờ xem. Thì cái thông báo mới nhất của Mỹ hiện nay là sẽ không hỗ trợ như trước nữa, và sẽ không hỗ trợ Patriot.
bây giờ sẽ có hệ thống phòng không Iris của Đức cung cấp, và có thể là cung cấp đạn, tức là cái đạn tên lửa đấy cho cái bệ phóng. Tức là hệ thống của Patriot thì nó có rất nhiều cành càng đủ thứ, nhưng mà coi như cứ một quả như vậy thì nó là thí dụ mấy triệu đô đấy. Đấy thì cái đấy thì có thể cung cấp nhưng mà cũng hạn chế đấy. Và cung cấp là cung cấp không phải là cho Patriot mà cung cấp cho hệ thống Iris. Nếu hệ thống Iris này mà có thể tích hợp, tức là tương thích được với cái loại đạn này, thì có thể cung cấp một phần nào đó Patriot. Còn có một, hiện nay có một nước châu Âu tôi giấu tên đó, nó chính thức trì hoãn cung cấp chiến đấu cơ F-16. Như vậy là trước đây chúng ta thấy là có ba nước, nó gồm là Đan Mạch, Hà Lan và một cái nước nào nữa, hình như là nước một nước nào đó tôi quên rồi, để tôi tra lại, thì trong đó là có một nước là thôi rồi, thì có lẽ cái nước đó, cái nước mà quên quên đấy là nước đó các bạn nhé. Tức là cái gọi là nó giấu tên mà. Đấy. Còn mùa thu Ukraine đã áp dụng ba tỉnh biên giới, là có cái mùa thu vừa qua đấy, ba tỉnh biên giới cũng như là các bạn biết là nó tương ứng bên này là Chernihiv là một, thứ hai là tỉnh Sumy và thứ ba là tỉnh Kharkov, là tương ứng bên kia là Kharkov, Belgorod, Sumy là Kursk và Chernihiv là Bryansk. Thì ba cái tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkov này thì Ukraine đã bố trí là 12 tiểu đoàn. Mỗi tiểu đoàn các bạn cứ cho là khoảng 400. Thế là mỗi em là coi như là 12 mà chia cho 3 là mỗi em 4, nhưng mà thực tế là em Chernihiv này là có 3 thôi. Và em Kharkov này nặng hơn là 5, còn em Sumy là 4. Thế 5 năm ở Kharkov là 5 x 4 là 2000 quân. Đấy, 5 4 2000 quân. Anh này là 4 4 4 là 1600 quân. Và anh này là còn 3 3 4 là 1200 quân. Đấy, thì là bố trí khắp cái này. Đấy, thì coi như là cái phòng tuyến này dù sao đi chăng nữa là họ muốn từ bên này họ chọc qua, cho nên là họ cũng nghĩ rằng là khi mà chọc qua ga thì nó gọi là coi như tát ga một cái thì ga đấm cho một cái. Đấy, cho nên là họ cũng phải hết sức lo lắng. Đấy, nhưng mà bây giờ hiện nay cái số lượng quân này nó không còn được như vậy. Đấy, đã đưa về và các cái chỗ Bononovka, rồi Ivanovka, Chasovka, Adipka xuống dưới này rồi. Đấy, cho nên là trên này là cái số lượng này còn rất là ít. Vì vậy họ đang làm cái hệ thống phòng tuyến, nghe đâu là ngày 15 tháng 1 này đại quân Nga sẽ tiến qua ở ba khu vực này. Cái khả năng ở Chernihiv hiện nay rất lo lắng, nó có hai mặt trận, một là từ Bryansk của Nga qua, hai là từ Gomel của Belarus xuống. Đấy, thì từ cái chỗ đó thì có thể nói là hiện nay họ đang rất lo lắng, và bên Ukraine là lệnh trong vòng 10 ngày phải làm lập sao phòng tuyến. Đấy, thì chúng ta hôm qua đã nhắc cái câu chuyện này rồi, thì chắc chắn nó sẽ không kịp. Đấy, và bây giờ là Tết, nhất là mùa đông mùa rét như thế này, bây giờ là nội tôi nói mang vận hành máy lên trên này để mà đào và bới thì cũng, rồi nhân lực để nghỉ Tết này nó cũng khó lắm. Đấy, cho nên là cái tình hình hiện nay rất là nghiêm trọng cho Ukraine các bạn nhé. Tưởng là ông Putin sẽ cái thông báo là coi như sẽ ngừng bắn trong vòng mấy ngày, ngày 5, ngày 6, ngày 7 thì tháng 1 để cho hai nước ăn Tết. Hiện nay thực tế là cả hai nước đều ăn Tết, nhưng mà ông đã không 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 ra lệnh ngừng bắn, bởi vì là bên Ukraine là mấy ngày nay là đánh cờ rông rất là nhiều, bởi vì về danh chính ngôn thuận thì Ukraine đã ăn Tết xong. Đấy. Còn những người dân thì người ta vẫn ăn Tết theo cũ thôi, chứ còn về đứng về mặt chính quyền, về mặt quân đội thì người ta ăn Tết xong từ ngày 25 tháng 12 và cho đến ngày 1 tháng 1 coi như là xong rồi, cho nên bây giờ họ rảnh rang. Cho nên hồi xưa là tôi rất là sợ là khi mà Nga mà ăn Tết thì bên kia là nó ăn Tết xong rồi nó choảng, thì đúng thật là bây giờ đang choang, mà bảo choang mà Nga lại bảo ngừng bắn là tức là hóa ra mình trói tay mình, còn có như hai thằng đánh nhau mình trói tay mình, còn tay thằng kia thì nó vẫn ném đá được. Đấy, thì không, cho nên cuối cùng lại không có lệnh ngừng bắn xảy ra, và ngày hôm qua cũng không phải ngoại lệ, tiếp tục là tấn công tức là rất nhiều tên lửa vào Crimea. Đấy. Chúng ta biết là có nhiều nơi chứ không phải chỉ riêng về cái chỗ mà Odessa, nhưng mà tất cả đây là đều bị Nga khóa hết các bạn nha. Cái điều này rất đáng mừng các bạn, nếu mà theo dõi liên tục thì các bạn sẽ biết rằng là từ ngày ấy, từ ngày mà Nga mà nói là có một cái gọi là nhóm vệ tinh này, mà có thể là khi mà nó chỉ khởi động tên lửa nó phụt cái lửa ra là Nga đã biết rồi. Từ ngày đến giờ là chúng ta chưa thấy trúng một cái đích nào. Chưa thấy trúng một cái đích nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có một cái loại UAV mà hôm qua tôi cũng định
giới thiệu các bạn, nhưng mà vì tôi thấy cái nó thời lượng nó không không kịp, cho nên là tôi gác lại là nó cũng phát hiện được các bạn nha. Đấy, và nó có thể nó va chạm đại khái là như vậy, lại không cho về đích được. Đấy, hoặc là có những cái hệ thống mà coi như là hệ thống phòng không của Nga là nó cũng phát hiện ra, là cái loại mà hôm trước mà tôi nói mà mới ra cái bị nó đánh luôn cái 250 triệu, nhưng mà đánh vào giữa cái dàn xe đấy thôi, cho nên là cuối cùng là cũng không 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 bị sao các bạn nhé. Đấy, đấy cái xe đấy hôm trước là tôi nói là các bạn này, cái xe này 250 triệu này, hệ thống phòng không này, thì cuối cùng nó đánh vào trúng vào giữa này đấy, nhưng mà cuối cùng là Nga Nga nó chữa được đấy, cái chỗ này thì rất là may, coi như cũng là vẫn sử dụng được cái hệ thống phòng không này. Tối hôm qua thì tại Kharkov là Nga tiếp tục là đánh bom mà vào khu vực đó và pháo kích là rất là dữ dội, cháy một cái gọi là đánh trúng một cái kho tên lửa và một số cái kho hậu cần của khu vực Kharkov ở trên các bạn nhé. Đấy, là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái chỗ thôi, chúng ta cũng đi từ trên xuống dưới nha. Trước hết chỗ Shikoka, Shikoka chỗ gọi là Kupiansk, chỗ Kupiansk thì chúng ta thấy là hôm nay là Nga có vẻ là chiếm được chưa thì chưa, chắc lại cũng chờ đến ngày 15 này, có thể sớm hơn các bạn nha. Thế thì ngày hôm qua Nga đã ném bom rất dữ dội đấy, theo đúng như kịch bản mà chúng ta đã bàn, tức là bây giờ cứ ném bom cho nát bấy đi, sau đó là bắt đầu xe tăng với pháo binh là bắt đầu là bắn rồi bộ binh đi sau đấy, tức là theo cổ điển, tức là cứ pháo binh coi như là nã trước, sau đó là xe tăng tiến và bộ binh đi sau, đấy là cổ điển. Nhưng bây giờ là tiến như vậy thì coi như Nga đã bị tổn thất đấy rất là lớn. Đấy, chính vì thế cho nên bây giờ là cứ bảo bom. Và hiện nay cái Shikoka nó nát gần như là bắt nút rồi các bạn nha. Đấy, cái này thì nó bé thôi, nó là một cái làng thôi, nhưng mà hiện nay thì tôi thấy là còn một cái nhà thờ. Đấy, Nga cũng để cái nhà thờ để cho dân đi thôi, chứ còn là đánh luôn, còn tất cả các cơ sở hạ tầng không cần biết là coi như đánh nát hết. Thì có lẽ là một vài ngày tới thì đại quân sẽ tiến Shikoka, và không chỉ Shikoka, tôi nghĩ là có lẽ cả Kupiansk là Nga cũng sẽ chiến luôn các bạn nhé. Đấy, Kupiansk, Petrovsk, Holubovka, chúng ta hôm trước chúng ta đã bàn nhau ở đây rồi. Bây giờ chúng ta đi xuống cái khu vực chỗ này, chính xác là chỗ này các bạn nhé. Đây, chỗ này thì Nga cũng đã UAV đã phát hiện ra một cái hệ thống phòng không của Ba Lan và đã tiêu diệt được một cái, à không phải phòng không mà hệ thống pháo các bạn nha, của Ba Lan tiêu diệt ở đây khu vực này. Coi như là hiện nay Ukraine đã gần như hết tất cả các cái hệ thống pháo của cái Liên Xô cũ như là D-20, 30 và rất nhiều các loại khác, và bây giờ bắt đầu họ dùng các loại của phương Tây thôi, của kể cả của Ba Lan cũng gọi là phương Tây rồi các bạn nha. Bây giờ anh dân chủ rồi, ánh lành tư bản rồi, thì coi như cũng là phương Tây xét xét coi như cũng tư bản rồi, thì từ hay nói cái khác là từ các nước NATO là bắt đầu đã dùng các cái loại vũ khí đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống chỗ Tani, Tani cái chỗ mà chỗ khu vực này, thì khu vực này thì chúng ta thấy là tình hình vẫn đang rất là tốt, mà chúng ta thấy nóng ra rất là xa rồi. Bữa nay là bắt đầu gần tới cái đường này rồi, trước là tiết trong này. Đấy, nếu mà các bạn mà theo dõi lâu rồi thì hồi xưa là Nga nó ở trong này thôi. Đấy, nó trong này và như thế này. Đấy. Đấy, như thế này. Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy là một cái vùng trời rất là rộng lớn như thế này và vẫn đang tiến triển tiếp. Đấy, theo các hướng này thì như hôm trước chúng ta nói rồi, đấy, Nga phải chiếm cho đến đến cái bờ bên này. Thì bây giờ qua cái sông bên này thì chúng ta biết là chỉ có mỗi cái chỗ này là đi được thôi. Chúng ta không nói bên dưới chỗ Terni là qua được thôi, còn đây là không có qua được. Đây, chỗ Terni đây thì chúng ta thấy rồi, Terni là có hai cái chỗ qua. Đấy, hai cái chỗ qua. Đấy, qua được cái sông này thì cái là bắt đầu là sẽ nói chuyện ông Liman thế này. Đấy, các bạn nhé. Liman đây. Đấy. Là anh phải qua được bên này thì anh mới nói chuyện. Thì hôm trước tôi đã vẽ rồi, tức là các sơ đồ này tôi biết hết rồi mà. Tôi xem các cái của bên Bộ Quốc phòng Nga là tôi biết hết rồi. Đấy, cho nên bây giờ thì lúc nào đánh thôi. Đấy, chứ còn đường đi lối lại phía dưới này tôi biết rồi. Cái đường nào đánh Slovian thì cũng còn đường nào thì đánh ở đâu là nó gần như nó có sẵn hết rồi các bạn nhé.
Đấy, là bây giờ cái Slovian là đánh như thế, là cả Kramatorsk thì đánh cái này, đánh cái này, đánh đây, nhưng mà đánh xuống được cái này, là đánh sau khi mà đánh cái này lên cái chỗ Siverts thế này cũng phải lượm trước này, rồi bắt đầu đánh vào đây, rồi còn từ đây đánh xuống cũng được, rồi bắt đầu từ dưới này trà xốp ra, từ là đánh lên, đánh Doruzhka đây, xong rồi đánh Kramatorsk, rồi sau đó là ở dưới này là chúng ta biết là Konstantinovka đấy, là đánh thế thôi. Đây Konstantinovka này quan trọng lắm này, cái này lớn lắm này các bạn. Đây, cái chỗ này xong trà xốp ra rồi nói chuyện cái em này, đây em trà xốp ra thì nhỏ thôi. À. Cái khu vực chỗ Siverts này thì cái chỗ mà đây nó gọi là rừng tội phạm thì Nga cũng đang vận động đây rất tốt rồi các bạn nhé. Đây, cũng khả năng sẽ chiếm được cái rừng này, bây giờ nó trắng xóa rồi, tức là cây mà rụng hết tóc hết hết lá rồi thì coi như nó trơ tuyết xuống nữa, là coi như là trơ trống trơn. Thì bây giờ Nga không đánh được cái lúc này thì không biết là lúc nào. Thì cái chỗ này là cái chỗ khu vực này là cái tiểu đoàn nữ đây, không biết là đã về ăn Tết hết chưa, chứ còn nếu mà còn ở đây thì chắc là cũng cũng, cũng chắc là cũng lên đường thôi. Còn riêng cái chỗ mà Spirana này thì hôm qua Nga bị tổn thất các bạn nhé. Đấy. Còn VNK này, cái đường này lên đây thì chúng ta thấy là coi như là bên bên Ukraine đây là VNK tiếp trên này, thì cũng bị tổn thất ở đây. Tôi thấy lính biểu tượng của lính Ukraine đang đứng ở khu vực này rất gần với Vesele. Thì Vesele này nó cũng rất là quan trọng, nó là một cái thành trì. Nga cũng đang tiến lên theo ba hướng để mà coi như là để mà quay cái Vesele này. Cái Vesele này thực tế trước đây Nga cũng đã từng kiểm soát rồi, nhưng mà cũng đánh qua đánh lại thôi. Chúng ta xuống khu vực Banovka, cái khu vực này quan trọng lắm đấy, mai mốt phải đánh đi trên này. Banovka thì cũng không có thông tin gì đấy. Và cái chỗ này cũng không có chính xác. Hiện nay thì cũng đã mất cái chỗ ngã tư này rồi, và cái chỗ này cũng mất hết luôn rồi các bạn nha. Đấy, nói cái khác là đang vùng xám thôi. Cái này là nó là cái này nó là cũ rồi, nhưng mà bây giờ tìm một cái bản đồ mà nó đấy, thì các bạn là không đây, cái chỗ này là nó là như này các bạn. Đấy, cái chỗ này là coi như là Ukraine đang kiểm soát. Đấy. Và chỗ này á là sáng các bạn nhé, chéo chéo này sáng này, thì chúng ta phân tích một chút chỗ này. Thì cái chỗ này đây là cái nghĩa trang, mà nghĩa trang thì nó ở trên độ cao, người ta là chôn trên núi mà, cho nên là bây giờ cái chỗ này mà ai cứ lên được là người ta chiếm được, nhưng mà có cái là cứ bên lên bên này thì bên kia lên, rồi lên bên này bên kia xuống, kiểu như vậy. Nó tóm lại là cứ lên xuống cái chỗ này là nó không là cái thứ hai, nó lại cái gần cái đường này nó qua này, đấy, gần cái đường này. Đấy, chính vì thế cho nên là nó hay tranh chấp cái chỗ này các bạn nha, là một. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta thấy nó bo qua cái đường này, đây đây là đây là Ukraine kiểm soát này, mà bây giờ tôi không muốn vẽ thì các bạn cho tôi vào thì tôi vào cũng được. Đấy, thì nó là nó hơi hơi xanh xanh một tí các bạn nhé. À, đây nó vào tới đây rồi các bạn. À, xanh này hơi giống xanh này này đấy. Đây là nó như thế này đây các bạn, hiện nay nó là như vậy đấy. Đấy. Thì chúng ta thấy nguy hiểm quá. À, thứ nhất nó gần cửa khu vực, cái thứ hai nó gần cái đường, nếu cắt được cái đường này rất nguy hiểm. Thì hiện nay Nga ăn Tết xong là cũng phải chắc là phải lấy lại ra tới đây như trước đây, lấy lại như trước đây và lấy lại như trước đây ra tới ngã tư, chứ không nguy hiểm quá. Để thứ nhất là anh bảo vệ Kromova, thứ hai anh còn nóng ra cái chỗ cha xuất ra, và đồng thời là để anh đánh xuống Ivanovka thế này. Đấy. Biết rằng là chỗ này là rất nhiều mình, đây rất nhiều mình các bạn ạ. Đây là tận đây là cái đường sắt đi lên bắt mút rồi, cái này nó không bấm cái bấm nó với này rồi, đây là còn một cái đường sắt nữa là nó đi xuống Arivka. Thì chúng ta biết là cái chỗ này là nó có một cái đường sắt nó lượn như thế này đó. Thì hiện nay là Nga đã đánh tới cái chỗ lượn này rồi. Thì hôm qua chúng ta nói là cái khu vực này là cái khu vực tức là thành trì, nó gọi là công sự chắc chắn cũng được của bên phía bên Ukraine. Thì hiện nay Nga đang tiến tới đây, đấy. Tiến đang giao giao tranh ở đây, lên tới đây rồi chứ không phải bây giờ giao tranh này cũ rồi. Thì bây giờ là đang đánh nhau cái khu vực này thì chúng ta biết rồi. Thì hiện nay là Nga đã đẩy lùi cái đám này ra, đấy, đám này là đẩy lùi đám này ra rồi.
và hiện nay Nga đang bắt đầu đánh xuống Berdichi, đánh xuống là coi như Stepova, ngoài này đánh vào, và cũng rất là không biết là có nguy hiểm như trước đây không. Thì hiện nay cái khu vực này thế này, thì chúng ta thấy là coi như là cái phần này nó cũng lại có một đoạn tí ở ngoài này thuộc phía tây của Stepova là bên Ukraine quản lý, còn Nga là quản lý phía trong này. Thì cái mô hình này tôi thấy trước đây đã từng đó rồi, và cuối cùng là Ukraine đánh cho là coi như là lui lại và tổn thất rất nhiều, và kịch bản như thế này đã mấy lần rồi, thì bây giờ nó lại tái hiện cái kịch bản này. Nhưng mà có vẻ như lần này khác lần trước hay không thì chúng ta không biết, bởi vì lần này á là Nga đang tấn công ra chỗ Berdichi nữa. Đấy, rồi tấn công ở trên này nữa. Đấy, đang tấn công lên cái chỗ mà cái giao giao này này, thì có khả năng cái lực lượng của từ bên này nó pháo kích tới đây. Đấy, nó đánh bom nó pháo kích tới đây thì có thể là cũng hạn chế hơn. Hoặc là cái HIMARS hôm nọ chúng ta nói là đánh ở phía dưới của Pokrovsk đấy thì cũng bị hủy, thì cũng có khả năng là nó nã vào đây nó cũng sẽ ít hơn. Đấy, tôi cho là như vậy. Và vừa rồi đấy tôi nghe nói là đã đang rút lui ở khu vực Adipka, và một số thì luân chuyển, một số thì về gọi là, tức là cũng gọi là luân chuyển về Tết luôn đấy mà các bạn. Cho nên có khả năng là lần này chiếm khác, nhưng mà cũng phải hết sức cẩn thận cái chỗ này. Ngoài ra thì cái chỗ mà phía này thì chúng ta biết là Nga cũng đang tiếp tục đánh xuống. Đấy, cái chỗ này thì chúng ta cũng biết là vừa đánh vừa chờ, chứ không phải là đánh đèn lấy ngay. Còn riêng cái chỗ mà khu vực này, cái mỏm đây, cái chỗ này nó hơi lạ này. Đúng rồi, cái chỗ này thì là Nga bây giờ cũng đang sử dụng chủ yếu là UAV đấy các bạn nhé. Cái này, cái bản đồ này nó hơi bị, nó có một cái số cái lỗi nào đấy. Đấy, hiện nay là đây cái mỏm đá này này, đấy, khu công nghiệp này. Đấy, hiện nay thì khu đây là Nga cũng đang quan sát thôi. Đấy. Còn có một thằng một cái chỗ mà Siberia nha, thì Nga cũng đang có một mũi tiến lên đây như trước đây. Còn chỗ Peromaiska thì Nga cũng đã chiếm được cái phần phía góc rất là quan trọng, cái chỗ này chưa vẽ rồi. Thì hiện nay là nói chung là khu Adipka này là cũng đang rất là thuận lợi cho Nga này các bạn, đang có thể nói là đang rất tốt. Còn cái khu vực chỗ Marinka này thì cũng vẫn đóng băng, Novovakhilovka cũng đóng băng. Chỗ này thì thực tế là coi như là nó cũng đang trở thành một cái gọi là cái thị trấn đổ nát, lại tiếp tục giống như Vuleda phía dưới đấy. Đấy, cũng đổ nát rồi, chỉ còn cái nhà thờ để lại thôi. Nói chung là Nga vẫn để nhà thờ lại. Vuleda đây thì chúng ta biết là đổ nát hết rồi, nhưng mà cũng là coi như cũng là còn đang đóng quân trong này, vẫn còn có một số công sự rất là chắc chắn. Cái robot thì này, Robotina này thì hôm nay là cũng có đánh đấm, tức là bên Ukraine pháo kích vào phía tây nam của bắc một Robotina các bạn nhé. Đây là chúng ta thấy thì dân cái này trên đây là lên đây cao lắm rồi, đây đang pháo kích tại khu vực này tây nam của Robotina. Còn phía Verabova thì Nga vẫn đang nóng lên trên này, đang nóng lên trên này. Còn bên kia thì người ta đánh bắt đầu pháo kích vào cái chỗ này. Hiện nay Robotina vậy thôi. Nói chung tôi thấy các nơi đánh có vẻ cầm chừng, chứ cũng không có gì gọi là ghê gớm lắm. Bây giờ chúng ta xuống khu vực Kerinki. Kerinki thì chúng ta thấy là hiện nay là nước ở đây bắt đầu nó đã tan. Bây giờ nhiệt độ 1 đến 2 độ, và đến mấy ngày tới nó sẽ lên 4-5 độ, thì nói chung là nó là tan rồi. Hay nói cái khác là thuyền đã qua được, và hôm qua lại tiếp tục có hai cái thuyền đã bắt đầu đi qua. Thì chúng ta thấy là đương nhiên mà khi mà thuyền đi qua thì chúng ta là Nga là sẽ bợp. Thì trong đó một cái là cái thuyền này thì là Nga đánh được, đánh trúng, tức là pháo, tức là UAV đánh trúng. Còn cái này thì UAV đánh coi như là trúng cái mũi thôi, cuối cùng nó cập vào bờ được các bạn nhé. Đấy, còn hai cái thuyền là như vậy. Thì cái chỗ này thì cũng như chúng ta đã phân tích rồi, ngay các cái phương Tây nó cũng nói rồi, ông Zelensky cũng nói rồi, nhưng mà ông Zelensky là muốn có chỗ đứng ở đấy. Nhưng mà ngay bản thân lính, những cái đường người lính của Ukraine bị bắt, người ta cũng nói rằng là chúng tôi không hiểu sao là cái chỗ này là cái điểm chết mà
chưa bao giờ mà còn đặt chân ở đây được nóng 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 gọi là xin lỗi gọi là nóng đít thì là đã chết rồi. Đấy, chỉ qua chở người bị thương về cũng không chở được, tử sĩ về cũng không chở được, cái người đi qua cũng chết, mà không hiểu tại sao mà cứ bảo là phải chiếm cái chỗ này, tức là coi như là vào đây một đấy là qua xong sân xong, tức là đi qua thuyền xong lên đây có mấy cái xe của binh chiến đấu chở vào rừng, thế là có những cái điểm chết ở rừng, điểm chết ở xe và điểm chết ở chiến thuyền, mà không hiểu tại sao cứ thế, không thì không bị chết thì cũng bị thương, vẫn con đường ấy, vẫn cái xe ấy, vẫn cái thuyền ấy và con sông ấy, nhưng mà người lính luôn luôn mới chứ không có người lính cũ, bởi vì tất cả lính lính cũ ngày hôm trước qua thì hôm sau chết rồi, thì chỉ có lính mới thôi, nó chỉ khác như vậy thôi, vị trí ấy, vẫn thuyền ấy, vẫn sân ấy. Thôi vậy thôi, tinh thần là cái ngày hôm nay là nó cũng có một số cái vấn đề như vậy nổi cộm, thì tôi chúng ta là nói đi nói lại thì cái chỗ riêng cái chỗ Crimea thì có vẻ như là đã bất khả xâm phạm. Đấy. Đấy, có lẽ là như vậy thôi, hôm qua mà chơi 6 cái Neptune mà Nga đã chặn được hết là các bạn biết rồi. Rồi sắp tới là năm 2024 này thì Nga là chủ tịch của BRICS. Thì ông Putin ấy, hôm trước là nói là định họp ở Kazan. Đấy. Thượng đỉnh. Nhưng mà bây giờ sẽ họp tại Crimea các bạn nha. Đấy, tháng 10 sẽ họp tại Crimea, tức là lúc đấy là Tập Cận Bình, Putin, Modi, rồi ông Ramaphosa của Nam Phi và ông David gọi như là Silva của Brazil sẽ họp tại đây, và tất cả coi như là năm cái quốc gia mới nữa, Ethiopia, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, UAE và ai nữa, Iran, đấy là sẽ đến đây họp. Thì đến đây họp là ông Putin có một cái ngụ ý rằng lúc đấy là Crimea đã giải phóng, hay nói cách khác là có một số quốc gia chưa đồng ý, chưa chấp nhận là cái Crimea này là một lãnh thổ của Nga, thì bây giờ các ông đến Nga các ông họp là mặc nhiên là các ông đồng ý là coi như công nhận là Crimea là một phần lãnh thổ của Nga, đấy, là vùng đất của Nga, đấy, 10 nước lớn là người ta sẽ đến đây họp, có cái ý là như vậy các bạn nha. Rồi hôm qua tôi có nói một cái công trình bằng băng, có một số bạn hỏi nó là ở đâu của kênh Truyện Dũng, thì các bạn cứ đánh vào cái kênh Truyện Dũng và các bạn đánh chữ công trình bằng băng hoặc là Cáp Nhĩ Tân hoặc là các bạn tìm tập 50 các bạn nha, là sẽ thấy một cái công trình rất là hoành tráng của Trung Quốc, như một cái thành phố nhưng người ta toàn là đắp bằng tuyết không, tuyết và bằng băng, sau đó người ta cạo người ta rửa, nói chung là thành phố thật như thế nào thì cái thành phố tuyết nó như thế, nó còn đẹp hơn nữa, bởi vì người ta khi mà cho đèn vào trong các cái băng, trong các cái giống như gương như kính như vậy là nó lung linh, nó đẹp lắm, thì các bạn qua đây xem. Và một số là cái ngày hôm qua tôi cũng nói là các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới thì các bạn biết là nó bao nhiêu không, thì tôi cũng để các bạn xem ở trong cái tập 104 của bên kênh Chuyển Dũng, thì trong đó thì tôi chỉ nói một số những cái quốc gia mà có các cái căn cứ quân sự của Mỹ nhiều nhất thôi. Đấy, còn những cái quốc gia mà có một căn cứ, hai căn cứ, ba căn cứ, bốn căn cứ thì vô cùng lắm các bạn nha. Thì các nước là có nhiều nhất là tôi lấy từ loại 20 trở lên, tức là Bồ Đào Nha là 20, Anh là 27, 27 căn cứ quân sự của Mỹ các bạn nha, tại nước Anh. Rồi tại tại chỗ nào đây rồi? Tại Bồ Đào Nha là 34, tại Ý là coi như 44, tại Guam là 54, tại Hàn Quốc 73, tại Đức 119 và đứng đầu bảng là Nhật là 120 căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật. Đấy, chúng ta biết quân số ở đấy là mấy chục nghìn quân đấy, rất lớn, và tổng cái số các nước là nó khoảng cũng khoảng gần 100 nước các bạn nha là có căn cứ quân sự của Mỹ, thì chúng ta biết là Mỹ là như thế nào ha? Là cái nhất, cái thứ hai nữa là cái ngân sách 886 tỷ đô la hàng năm cho của Mỹ cho quân sự, thì chúng ta biết rằng là nó sẽ đưa về các căn cứ quân sự này nữa đấy, hay nói cách khác là bao đấy, gọi là bao luôn an ninh cho toàn cầu đấy, cho nên chỗ nào là chúng ta thấy là cũng có dấu tích của Mỹ hết đấy, chứ còn không phải là chỉ có cho Israel hoặc là cho Ukraine hay Đài Loan hay là Philippines hay Myanmar hay là Nhật hay là Hàn Quốc hay là Úc hay là Anh hay là Đức hay vân vân, tất cả em nào cũng có phần nha, cho nên cái 886 đấy thì thực tế nó chỉ còn khoảng là 200 tỷ cho nước Mỹ thôi, thì nếu 200 tỷ thì nó lại thua Nga, bởi Nga chỉ dành riêng cho nước Nga thôi, chứ bây giờ là Nga không có bao đồng giống như là hồi xưa là Liên Xô đấy, lo cho ông Việt Nam, ông Cuba, ông
đủ các nước trên đời là bây giờ như bà ông bán tích nọ kia là cuối cùng nó cũng phản thôi. Đấy, cho nên bây giờ thực dụng hơn. Đấy, thì đây là cái căn cứ quân sự của Mỹ. Tôi cũng kết thúc cái video sáng chủ nhật tại đây. Chúc các bạn vui vẻ và hẹn các bạn trong các video sau. Bye bye.